Rồi, đại gia đình Khánh Nguyễn, Phong Nguyễn, chào mời cô bác luôn. Bữa nay lý do gì đứng đây đâu không? Không biết sao mà bữa nay lễ mà tháng 7 Vu Lan báo hiếu, anh Khánh với chị Liễu bên Úc là phát là 150 phần quà, mà ở đây là địa điểm thứ hai, phải không? 200 phần quà. 200, trời ơi. Phong Nguyễn xin lỗi, cập nhật kém hôm qua cô bác. 200 phần quà ở 4 địa điểm. Thì bữa nay là có nhờ một cái người chú ở địa phương, ở đây là thuộc Mỹ Tho không bà cô bác, với chị Nga nữa. Chị Nga là đi tìm kiếm những cái bà con khó khăn kết hợp với địa phương, thì có bé Lạc nữa không bà cô bác, với mẹ Phong với gia đình Khánh Nguyễn, Phong Nguyễn. Thì thật sự là cảm ơn tình yêu thương của anh chị, bất kể là làm phải nói là rất là khó khăn cực nhọc nữa, nhưng mà luôn dính vào phần nào đó để giúp cho bà con khó khăn. Thì bữa nay là tiếp tục bà con ở đây là nhận 50 phần quà, gồm có 10 kg gạo, một thùng mì với hai chai nước tương anh Khánh. Đúng rồi. Thì bà con ở đây là đã lập danh sách từ một cái người chú ở địa phương rồi, bây giờ là ký xong xuôi hết rồi. Các cô chú cũng đang chờ đợi cũng khá là lâu rồi, nên là giờ cũng đoàn thu xếp tranh thủ để chuẩn bị phát quà. Thì trước nhất thì mẹ với anh Khánh gửi lời chúc gì tới quý khán giả với anh Khánh hiểu mà. Thì đây mẹ cũng xin cảm ơn cô chú và cũng thay mặt bà con cô bác ở đây, và cũng xin cảm ơn cô Liễu với chú Khánh, và cũng cầu chúc cho cô chú lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, bình an, làm ăn lúc nào cũng thuận lợi, và gia đình vui vẻ hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn. Dạ Khánh, giờ không biết nói gì hơn luôn, mà cô bác cũng cảm ơn anh Khánh, chị Liễu đã tin tưởng luôn. Đúng. Chị Nga chứ đi. Giẻ tay luôn. Đó, cái tay nè, cái tay quá bộ rồi cũng nhờ, nhờ đi quán mới té giẻ tay đó. Đi làm việc thiện nên là bây giờ tự nhiên té giẻ tay, cũng hên là không sao đó. Làm sao chị Nga? Không sao. Chị mừng không? Bữa nay em là ở ấp Cái Thạnh, xã Sơn, thành phố Mỹ Tho. Em rất cảm ơn anh Khánh, chị Liễu biết tới quê hương của em, cho em được 50 phần quà. Về em... Cho chị hả? Không phải, cho chị không? Không phải, đi về quê của chị, cho bà con, còn nhà ông bác. Ông bác tìm tới mấy người khó khăn để phát cho bà con mình. Dạ. Rồi em không biết nói gì hết, thôi em cảm ơn anh Khánh, chị Liễu. Rồi nè con Thiên Vô. Nè mọi người bác, mọi người bác kính thưa bà con cô bác chúng ta, thì hôm nay nãy giờ chắc có lẽ là chúng ta chú ý chút, chúng ta cũng nghe là quà hôm nay thì của anh Khánh, chị Liễu, hai anh chị sống bên Úc gửi quà về để mà nhân cái dịp lễ Vu Lan này để cho hỗ trợ cho cô bác chúng ta trong cái dịp lễ Vu Lan. Lần trước thì anh Khánh, chị Liễu cũng có gửi quà về cho chúng ta hôm hình như tháng 2. Dạ, tháng Giêng. Tháng Giêng. Tháng Giêng, tháng 2 dương lịch. Dạ. Đợt đó là cầu siêu cho bà ngoại Lê Thị Mỹ. Đợt đó là cầu siêu cho bà ngoại Lê Thị Mỹ đó. Dạ. Thì lần này cái nhóm của chị Liễu với anh Khánh gửi cho điểm chúng ta là 50 phần. Và nãy giờ cô bác cũng có nghe còn 3 điểm khác nữa, mỗi điểm 50-50 vậy đó. Dạ. Là anh Khánh, chị Liễu gửi 200 phần quà cho bà con khó khăn chúng ta. Dạ, đúng. Thì đi trong đoàn thì giới thiệu với bà con, đây là Phong Nguyễn. Ở đây là Khánh Nguyễn. Dạ. Còn đây là chị Đào, mẹ của em. Dạ. Tháp tùng với đoàn thì có Nga đây, người địa phương chúng ta. Dạ. Cũng có cái công kết nối. Xin thành thật cảm ơn thứ nhất là anh Khánh với chị Liễu ngoài kia, thứ hai là các anh chị, các em. Dạ. Kể cả nhà ở nhà. Dạ. Rồi sau đây thì chắc chúng ta phát quà được rồi. Dạ. Nãy cho giờ anh chị Liễu chồng hốt tay đi ông bà cô. Dạ, ông bà cô bác. Rồi, cảm ơn. Rồi bây giờ tiếp tục phát quà để bà con đợi lâu quá rồi. Rồi Khánh xin phép mời ông bà cô bác xem những diễn biến tiếp theo luôn. Gạo trên dễ ôm hơn chị. Để mì dưới gạo trên á. Rồi. Đúng rồi, bà con đứng ở đây nha, đừng cho bị khác nha. Đây là dạ. Là cô chị Nguyệt Ánh. Chị Nguyệt Ánh. Dạ chị Nguyệt Ánh. Một tay cũng làm được à. Từ từ đi. Dạ bà con của mình chịu khó nha, lên này xếp hàng xong rồi cái bên bên con sẽ trao quà cho mình luôn. Dạ là. Dạ dạ, cứ đứng xếp hàng ngang đó là được rồi chút. Từ đi nha ơi. Từ từ đi con. Dạ, đúng là vậy được anh nè. Tương đi anh. Xong rồi chút xíu ông quà luôn cũng được, tại con quay cái hướng này luôn rồi. Dạ.
Dạ là con lo ôm mừng ra đây để đây nè, để đóng tặng nhân ba. Từ từ đi con. Nguyễn Thị Hà. Cứ đứng xích qua đây luôn nè, đâu có sao đâu. Giờ con để mẹ đây đi, bác ấy bắt đầu nó thả. Dạ, mỗi một lần 2, 4, 6. Dạ, một lần 8 người, bà con cô bác của mình chịu khó nha, cứ lên nhận quà. Nhận đồ quà gồm có một thùng mì, một bao gạo, hai chai nước tương, đủ quà rồi bà con cô bác mình về nha. Chừng cái chân con nha. Của ít lọc nhiều, cũng mong bà con của mình dùng vui với anh Khánh, chị Liễu ở bên Úc luôn. Một bao gạo. Thời thấy mấy cô đứng chờ nắng thấy thương quá. Đứng đợi nắng, nắng quá. Chào chào xuống nhanh nhanh thì không sao đâu. Chào nhanh thì không sao đâu. Để bà con đứng đợi nóng ạ. Không thấy ra. Không mà cô bác mình cứ có ai cứ vô phụ không sao đâu. Không cần căng thẳng. Dạ cảm ơn. Chưa. Dạ, mà con cô bác mình cứ phụ không sao hết cho vui. Ba con bấm này nha bà. À, con cứ phụ đi. Cứ phụ đi, làm sôi động lên nè. Thôi con ôm mì thôi, con ôm nặng quá là không được đâu. Dạ, cảm ơn cô, coi về dùng vui nha. Rồi, thôi phát con, nói chung. Không, đâu mà, con ôm chị ấy, được rồi. Nguyễn Ngọc Bình. Bỏ anh đưa tương ra đi tí. Bình Giang Ngộ. Rồi con qua con chào cho Bình bà luôn Ngộ. Nè. Bình Mạnh. Đây chào cho bà luôn. Không để lên đây luôn. Để đây đi một người thôi. Rồi. Sẵn con đang ôm mà con chào luôn nha. Chứ. Rồi. Dạ bà con của mình cứ dùng kêu tên này. Nguyễn Văn Chiến. Đây em cầm rồi. Rồi cho em đây luôn nha. Dạ. Rồi chị về dùng vui nha. Dạ. Dạ rồi, dạ chị về. Có quà rồi mình cứ đi về đi. Chứ để đứng đợi nặng lắm. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Cô về dùng vui nha. Dạ đó con của ông Phong á. Chút xíu cho đi luôn rồi vợ tí. Dạ con ra con nhận chỗ này. Dạ. Để nhỏ nó ôm rồi chị Mỹ một phần quà. Đi về Mỹ luôn. Rồi cô nè. Dở lên. Rồi cô ôm được không? Dở lên. Dạ rồi cô Liên lên nhận quà. Dạ cô Bích Liên rồi. Đi đâu em? Rồi. Dạ rồi cô bà về dùng vui. Dạ. Ba lấy mì. Bỏ thùng mì vô đây mà. Dạ. Nguyễn Thị Nguyệt, cô Nguyễn Thị Nguyệt. Dạ. Rồi. Đây, Trần Thị Tươi. Đây đây nè anh ơi. Ơi, cảm ơn con. Rồi. Dạ cô. Rồi đó để xuống đi con, đừng có ôm nhiều quá, nít ôm nặng là YouTube mà không cho đó con. Để xuống đi con. Bỏ xuống đi con. Ôm ít thôi, ôm một ít thôi. Đây anh trai nè. Lê Văn Viễn. Đây nè. Nè. Đây nè con. Bữa nay nhận quà vui không con? Vui nhiều không? Thương mà. Rồi, cảm ơn ông bà cô bác nha. Cảm ơn ông cô. Dạ. Dạ cảm ơn con. Dạ cô về dùng vui nha. Nguyễn Thị Gái luôn. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ, bà con của mình về dùng vui, của ít lòng nhiều. Trần Thị Chính. Dạ cô Trần Thị Chính. Rồi. Về dùng vui nha cô. Rồi. Đây để một gạo nó mới được. Ngoan cà rốt ơi.
Dạ con. Dạ cảm ơn cô chú, cảm ơn nhà trại. Thùng mì mà. Dạ cho bà con mình. Dạ. Nhiều. Dạ con cảm ơn cô. Rồi. Hai phần đó rồi. Chú đợi quà đó, vừa tính qua đó, qua phỏng vấn cái là vô nhận quà liền, thấy không, thấy không? Đây thì lại dạ chú về dùng vui nha chú. Dạ anh đang nhìn bầu gạo không làm gì chuyên. Dạ dạ chừng chung cái chừng con về dùng vui. Trần Thị Duyên rồi. Đây có danh sách đó nè. Rồi cảm ơn em. Phan Thị Đáng. Thôi nãy giờ anh trai anh vô anh phụ hay giờ mới tới ảnh. Để em đi nhanh lên. Anh Trần Văn Vĩnh. Đây. Bà về dùng vui cùng với gia đình luôn. Dạ. À. Dạ. Nhìn nổi không? Dạ. Vô. Dạ. Dạ. Anh về dùng vui cùng với gia đình. Vậy không nổi không? Rồi, dạ. Nguyên một thùng quà luôn. À, nguyên một thùng luôn. Đây nguyên một thùng luôn. Dạ rồi chú về dùng vui nha chú. Bỏ lên đi. À, chú bỏ vô xong rồi chú để lên xe chắc chở quá. Ừ, chú giác hả? Rồi ba. Bà nhận quà vui không? Vui và cảm ơn cậu. Dạ. Rất nhiều. Dạ. Rồi sao bà bây giờ bà đi về bản gì? Bà đi nổi không? Dạ cũng đi lát nhờ dạ. Ông này ông chở về giùm. À nhờ xe chở về giùm. Dạ. Dạ chị về dùng vui nha. Đây bà cô bác đây. Bà con của mình đi nhận quà thì rất là vui mừng. Ồ bà con đang đi đâu ông chị? Nè đủ cho chị nha. Mẹ đi phòng rồi đang lấy cơm bỏ bỏ đi con. Sắp nãy giờ sắp xếp ở chồng đó mà cô bác. À, chào con gái nha, con gái dễ thương, ráng ngoan học giỏi nha, nghe lời ông bà cha mẹ nha con. Bà nội lãnh quà cho con rồi bà nội hết dạo rồi bà nội không tin. Con nói thôi con, một phần của con. Ồ, vàng chắc cú à. Dạ. Dạ, cô về nha. Dạ, chào con gái nha. Dạ, cô sức khỏe. Rồi, ông con về đó, thấy đường kìa không? Thấy vui quá, bà con ai cũng vui hết. À. Bà kiến vàng coi chừng kiến nó cắn. Trời ơi, kiến nó cắn chú kìa. Kiến cắn cả đống luôn. Ở đây là cũng trong vùng nông thôn không bà cô á. À. Nãy giờ chưa ký tên hả? À? Chưa ký tên không có lãnh ký được. Ký tên mới lãnh được đó nha bà cô á. Dạ. Nóng mà mấy bữa nay trời mưa mà hên bữa nay đi phát quà lại được trời nắng. Trời nắng nắng là ngon lành này. Đừng ấy con. Ủa? Để con để mấy kiến cho nó đi tự do đi con. Cô về con về. Trời cô xe cô đâu? Để đi con, từ đi. Dạ cô đậu xe múc ngoài dạ. Đó hả? Dạ dạ con. Cô anh Khánh chị Liễu hả chị? Dạ quà của anh Khánh chị Liễu. Rồi, đây là những phần quà sao chót. Vui nha, để đi tí. Dạ. Đây tích tắc luôn thấy không bà cô bác. Rồi đó để con khiêng ấy à. Rồi, để xong. Cái này nè, con này với con này. Đây. Lấy một phần. Dạ, hai phần. Hai phần đó. Ba phần của con, ba phần của con ăn trên mới nhận phần rồi. Đặc biệt á, bà cô bác thì cái chích tràng kiến cắn. Phong xanh, phong xanh đi. Gồng lên cái nó dính cái tràng nó luôn. Dạ. Dạ xin thỉnh hả?
thỉnh phần. Giờ hết rồi sao thỉnh rồi? Hết phần rồi, không có phần để thỉnh. Dạ. Dạ, này là chú bán vé số ở đây hả? Dạ. Dạ, chú là cũng quê ở đây hay sao? Bình Bình Đức á. À, Bình Đức là ở đâu qua, ta? Qua Phà đi, qua đi, qua Phà. Chở giùm mà cô Cánh Lan dạ. Luôn. Chú đi bán chú ơi. Sống vậy thôi. Dạ, chú đi bán vậy hả? Nhà đông con cháu không? Nói chung là chú ăn chay trường là chú chính thỉnh chú ăn thôi à. À, chú ăn chay hả? Chú cũng thấy thường, tính là Cánh cũng thấy quà cũng có giới hạn. Tính trò chuyện à, chú con đỡ lên đâu gửi tiền cho chú mà chú nói chú không đỡ đâu chú nó thấy tính vô tỉnh dạo thôi chứ không xong rồi chú đi đi chợ. Dạ dạ cảm ơn cô. Xong rồi hồi nãy xe để kính vậy. Khánh cũng có nói luôn á, tại vì á quà này thì mình cũng gửi cho bà con cô bác rồi. Khánh cũng có nói gửi chúc chân đây ha cho gia đình của chị Nga một phần, rồi chị Ngọc một phần, rồi của mà bà cho luôn, bà ngoại là một phần luôn, bà nhường luôn, bà nhường luôn sau cái đó cái lọc thôi mà. Vậy hả? Chị Ngọc chỉ nói thôi kệ tôi, người ta cho người ta luôn được. Dạ thôi bây giờ thì có nhận về mình đi cho lại. Dạ chị có nhận được rồi. Hay con. Ừ. Ở đây mấy mày chứ. Phong bây giờ ấy gì vậy Phong? Ấy chân lạc giùm bạc. À. Để người lớn nói trước đi, mình người lớn nói trước, ở đây có bác nó bác là lớn nhất á. Mới nãy thì có gửi lời cảm ơn anh Khánh với chị Liễu rồi ha. Bây giờ một lần nữa xin cảm ơn trước nhất là chị Đào. Em nắm tay chị. Rồi Khánh, dạ, cảm ơn dạ, Khánh nhiều, cảm ơn Phong, dạ, cảm ơn. Rồi cảm ơn hai con luôn. Rồi mình nói chung là Thế Sơn được hân hạnh quá. Hôm rồi một chuyến rồi, hôm nay lại gặp chị Đào, gặp Khánh lại lần nữa. Thì Di lần này gặp Phong nữa. Dạ, cảm ơn chị. Chui nghe. Cho gửi lời thăm tất cả anh chị ở bên kia, anh Khánh với chị Liễu. Rồi mình một lần nữa em cảm ơn chị Đào đã dính chút thời giờ đến với Thế Sơn của tụi em. Dạ. Cảm ơn Khánh rất nhiều. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn Phong. Rồi cảm ơn hai con, bữa nay vui không? Rồi thôi bữa nay em cũng cảm ơn anh Khánh, chị Liễu rất là nhiều nghe anh Khánh, chị Liễu nữa. Gửi quà về ấp của em, được 50 phần quà phát cho bà con. Em không biết nói gì hơn hết thôi, em chúc anh với chị là làm ăn phát tài phát đạt nha. Rồi em cảm ơn. Thôi không dám này em gặp lại đi. Để cái đó là ăn thôi anh với chị. Thôi giờ tôi cũng xin cảm ơn cô chú luôn. Dạ chứ nãy giờ nói cũng nhiều rồi. Dạ. Nè con. Dạ. Nãy giờ nói cũng nhiều. Nè Phong. Cũng biết cảm ơn thôi chứ không biết gì. Nói không con? Nói dạ. Đó. Dạ con cảm ơn hai bác đã giúp cho bà con ở xã Thế Sơn có thêm nhiều phần quà để có thể trang trải cuộc sống hàng ngày ạ. À. Cảm ơn con. Thì hồi một lần nữa thì đại gia đình Khánh Phong với người chú đại diện địa phương rất là dễ thương, với gia đình chị Nga, những thành viên nhỏ bé nữa. Cảm ơn anh Khánh, chị Liễu ở phương xa đã tạo điều kiện, tạo cơ hội cho tụi em đi thăm bà con khó khăn và những cái phần quà yêu thương đầy ý nghĩa trong lễ mà Du Lan báo hiếu. Thì chúc anh Khánh, chị Liễu với quý mạnh thường quân luôn tràn đầy sức khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, công việc luôn làm ăn thuận lợi và may mắn nha. Rồi thôi chào bà cô bác. Chào mình, chào bà cô bác đi. Tại trong đây mình tối mà. Bây giờ nãy giờ cả nhà là mới ăn uống xong nên bà cô bác ơi. Bây giờ thì chị Nga chỉ cũng tại chị lấy mì rồi lấy đồ xào cũng gửi. Vậy đem trứng nữa, anh Hùng cũng gửi trứng nữa kìa thôi. Thấy luôn đựng trứng vậy đó. Rồi, có cái... Trời ơi, chị bỏ vô hết vậy. Thôi chị. Rồi mẹ, túm miệng lại đi, túm miệng lại mẹ. Thôi. Rồi bây giờ đã cho con bỏ đồ vô đi. Dạ, rồi Phong chở ra đi Phong. Tranh thủ tại vì cũng ra để phát quà cho kịp để bà con phải đợi không bà cô bác.
xin cô cái bọc đây lên xe nó cho cô này. Rồi cà rốt cầm đi con. Cầm đây sợ nói rồi. Rồi thôi bây giờ chắc cả nhà Khánh Nguyễn, Phong Nguyễn là cũng chào gia đình của chị Nga để bây giờ tiếp tục hành trình mới. Về chào ông bà cô bác luôn. Rồi hẹn bà cô bác ở những đoạn video clip tiếp theo luôn à. Rồi chào ông bà cô bác luôn. Rồi cả nhà mình chào ông bà cô bác luôn nè. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh á thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ á ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình